Nắng ha. Chiều nay tiếp tục mấy anh em mình làm món chả mực cả nhà. Hôm bữa mình có 1 ký mấy trứng mực á. Mình nên hiếu nấu lẩu rồi. Giờ mình sẽ review mình làm thử mình chiên chả thử coi, thử cái độ dẻo nó có bằng cái hạt lát không. Này cực thơm luôn. Hồi nãy anh có bỏ vô ăn cái đó anh em. Dính không? Có bỏ rồi. Rồi tán rồi hết nè, để gì. Cái phần trứng của con mực á, nó có hai cái sợi thịt xuống. Cái phần dưới đây là cái trứng. Này cái thịt nó hay với cái nang anh em. Ừ, hai cái ấy cái đó. Cái phần chả này bữa anh Hiếu ảnh cướp gia vị rồi. Muối, đường bột ngọt, dưa tiêu với cà no, dưa hành lá. Quết để cho dẻo rồi chút xíu nữa mình sẽ chiên lên. Bữa nay mình cuốn bánh tráng vô biển đi ha. Ừ, hết sảy luôn. Này chút xíu mình chiên miếng bự nha. Miếng bự cái mình chiên cái mình sắc mỏng rồi mình cuốn ngon à. Ừ, gì cũng được. Chó này làm gì trời? Đi xuống. Đi xuống. Hả? Mỗi lần nói lửa là mỗi lần sai hả? Mỗi lần sai mỗi lần làm mệt. Tính ra cái món này hay bị khó kiếm anh Hiếu, đúng không? Tại vì con mực bự nó mới có đầm trứng. Mà nhiều con mực vậy mới được cái số lượng mực như đây chứ không? Giờ cả nhà xem mà muốn ăn món này hay bị căng à. Đây cả nhà có quen qua chợ người ta bán mực hải sản đồ đó. Người ta làm ra dặn mấy thứ mực để lại. Bữa có ăn chứ mua đủ số lượng mực vô đây hay bị đuối à. Dẻo ghê. Dẻo cực kỳ luôn. Cái này hoàn toàn là anh em mình không có tẩm bột nha cả nhà. Cái trứng mực là nguyên chất luôn anh em, mình chỉ quết là thôi, quết mà nó dẻo cỡ đó đó. View view thôi cả nhà. Vậy mình sợ cháy, view view thôi. Lửa nhỏ, đúng không? Cho nó vàng, cho nó chín đều. Lửa lớn quá thì nó không chín, mà chín hổm hoài không. View view thôi. Nãy lấy cái sạn kia ngon hơn ha, cái sạn này có lỗ thất bại. Trời, phòng lên nở gì khác luôn, nở rồi anh Hiếu đúng không, phù rồi đó. Ừ. Mới thả vô con vàng liền ha. Vàng. Này tới tới lại trên điều nó chín ở giữa nó mới giòn được, quá ngon, mỏng gì mới ngon được cả nhà. Ừ. Mỏng chút xíu mình sắc về dài dài cuốn bánh tráng. Đây luôn. Cả nhà thấy hiện tượng quá ly kỳ không? Hồi nãy ba anh em mình mấy anh em mình làm miếng chả tí xíu à. Tí gì đây vậy? Giờ nở ra bung hết mặt chảo luôn. Quá. Tính ra chiên này cũng có lợi quá anh Hiếu. Đúng không? Mà sao tướng mực nó nở kỳ ha? Nở mà nó giòn nó dai nó ghê chứ. Nó tâm ăn sực mà nó giòn đã lắm. Làm thử nha cả nhà. Trứng mực về chỉ mình ướp gia vị vô đường tiêu bột ngọt cà no rồi vô cái miếng vô nhắm vừa ăn thôi. Hành lá với ấy đồ đó. Miếng vừa ăn luôn quết rồi cái gì nè. Mới ăn chút xíu gì. Vô đây cho mình chiên lên cả mâm mà chứ giỡn đâu. Ừ. Vàng cái này được rồi chứ vàng quá nó bị đắng á. Nó phồng lên thì cho bá luôn ha. Vàng quá nó không ngon. Ừ. Mắc cái vị mực liền. Cỡ đây cả nhà ơi. Ấy bà miếng nhỏ xíu mà nổi rồi là gì nè. Cũng nguyên như là nguyên chiên bột nổi. Đó, mới ba miếng gần khao. Nó là thành miếng bự luôn rồi. Ba miếng thôi. Ba miếng là vừa ha. Ừ, ba miếng nhỏ nhỏ là vừa. Bữa nào nhổ phơi mì lên làm món phơi mì quết đi.
có mì quết, mình có bánh tráng cũng được ha. Bánh tráng dừa cũng ngon. Thì anh Thái hết mấy gầu, mới gầu biển quầy nhãn á, phải mì quết với mỡ hành này vô cái dừa cái mình nạo ra. Bự hơn cái miếng đầu luôn anh em. Này chiên sao giống cái hình giống như bánh xì nét quá, giống bánh cua. Được rồi, được chưa? Vàng rồi đó. Chín này ngon lành rồi đó. Vàng. Đi nè. Ít biết rồi. Nhớ xíu mà gì nè. Gặn ký tiếng mực này phải 5 người ăn mới hết. Ha. Ừ. Rau ghét bánh tén rồi nữa mà. 5 người cho lên. Chắc đầy luôn quá. Phải luôn. Đừng hồi nữa mạnh mẽ nữa thôi. Ừ. Đã không anh Tân? Thấy dừng hồi lơm đã không? Rồi em. Chút nữa sắc mỏng mỏng của bánh tráng, rau kìa. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sắc nhỏ nhỏ cũng cái dễ. Vậy luôn ha. Ừ. Vâng. Hồi đó giờ nói nghe nói ông thông minh lắm phải không? Phải không? Giờ mấy anh em quên em cái cối giả nước mắm mà. Còn mới tỏi với mới ớt thì sao là nước mắm được? Làm bỏ cách nào? Bỏ chén giả. Làm cách nào? Bỏ chén giả. Giờ mình không bỏ chén luôn, bỏ chén sao? Để đây bỏ trong bịch đậm dịp ra. Không có bỏ bịch luôn. Giờ làm cách nào mà không đụng tới cái chài mà sao mà cái tỏi với ớt nát ra được rồi? Khổ luôn vậy, tao không hiểu. Vậy sao vậy mà là không minh vậy? Đúng vậy, chỉ có cái bịch với cái chài thôi. Giờ là không cần bỏ trong chén giả nè. Không cần lấy cối nè, không cần lấy chài mà tại sao mà mình làm được một chén nước mắm ngon mà tỏi ớt nó nhuyễn rứt luôn? Hả? Ai biết. Vậy mà nói anh Tư thông minh dữ lắm, cười coi. Vậy mà nó không mến. Giờ nếu mà em giải mã được thì anh Tư mua nửa hồng bia nhậu. Nè anh Tư chưa có tiền, có anh Tư mua liền. Thảo thiệt ta có. Mà bây giờ nè, cái tỏi ớt làm sao cho nó nhuyễn mà không cần cái chài với cối vậy? Kêu phải đi. Gì mà nó không minh gì nữa? Không minh những chuyện khác. Sao hả? Hả? Chào. Anh Tư có cái kèo chay nửa hồng bia kìa, dám chay không? Cái chay này đủ anh nha. Tỏi ớt. Anh không dùng chài, anh không dùng cối. Anh làm sao mà nó nhuyễn ra cho tôi mua cùng bia. Dám chay không? Nếu mà nó không nhuyễn là anh mua à. Nếu không nhuyễn là anh mua à. Đây là nước mắm á. À, là nước mắm á. Nhưng mình giả cho nó nhuyễn ra đây mà là nước mắm á. Không dùng chài, không dùng cối nha. Không dùng chài, không dùng cối, nói chung là không có tác động gì dao gì hết á. À, anh làm sao mà nó nhuyễn ra thì là nước mắm rồi tôi mua một bia. Đâm nó nhuyễn bây giờ là nước mắm muốn thịt nướng vậy đó. Chứ không phải là mình giả cho nó nát là không bởi là không được. Ừ. Anh tên cá anh thùng bia kìa dám chơi không? Dám chơi không? Bó tay rồi vô cà cứu của anh Thái cũng bó tay luôn hả? Tính rồi, tính ra anh Thái với anh Tư cũng thông minh dữ ha. Đại thông minh không biết. Sao đạp dập? Đập nhanh nếu mà tính tay đập bình thường. Mình không, mình làm cho nó nhuyễn luôn. Anh làm cho nó nhuyễn, anh đập tay thì nó nhuyễn rồi, nó bẹp bẹp ra rồi. Bẹp rồi chứ. Nhưng mà bẹp, nó nhuyễn như nước mắm, mình làm nước mắm ấy vậy đó. Tôi sai kêu anh ta làm nhuyễn cho tôi, chứ đâu phải kêu anh đập bẹp ra cái lượng. Không dùng dao. Toàn không dùng gì hết á. Không dùng tay. Đó, không làm sao hai tay ớt, chứ cái đó mà nó nhuyễn bằng. Dùng tay được, nhưng mà làm sao nó nhuyễn rứt luôn nha. Phải dùng. Nhưng mà không có dao đụng cối đừng chài. Ừ. À, mày khó quá. Tôi chạy gì sắt cái búa lại giùm mấy người. Không cho, không cho mà, bằng dao thì xài bằng búa. Lấy búa. Mà... búa nó chai cũng vậy hả? Nhưng mà nói chứ chả chi nhưng còn chưa có nước mắm nè, bây giờ mấy anh làm sao cho có chén nước mắm ngon ngon này ăn nè. Chứ giờ sao giờ? Thôi để cho em Hiếu làm đi. Tự làm luôn đi. Vậy tôi làm được mấy ông khu hùng bia à. Ừ. Làm sao? Không, nói chung là không có dùng cối, không dùng dao, không dùng chài hết. À. Mà nếu tôi làm được mấy em khu hồng bia đi. Làm những băng vậy ta. Thiệt không? Đâu hồng bia. À, chắc không? À. Tao không chơi cho bịch luôn mà. Hả? Nãy tao cho bịch mà không chịu. Cho anh cho bịch mà làm sao nát mà không dùng tới cái chài với cái dao. À, cho anh cho bịch luôn. Tao biết mà làm sao mà làm. Không bỏ họng con nhai. Sao mày nhổ kìa? Dễ ăn không? Tao khỏi luôn. Khỏi luôn. Nè, anh Tư. Hùng bia nha. Ừ. Anh Hiếu bỏ hết vô cái chai cho em anh Hiếu. Ớt với tỏi và ớt có hai trái hả? Hai trái ok. Ok không? Kê quá ăn nổi rồi. Nè nắp rồi, đóng nắp lại. Không dùng chai, không dùng búa, không dùng chai mà nét bét luôn nha.
rồi, mạnh lên, mạnh lên. Đó. Được không? Liên tục lên nhé. Đó, thấy chưa? À. Thấy chưa? Ủa, mình không dùng chài, dùng dao thôi chứ. Thấy không? Cực nét luôn, thấy chưa? Đó. Mấy sáng kiến ra rồi, hàng chia đúng mình phải rồi. Đúng không? Đúng không? Ta đủ, cũng cũng người ta thử rồi. Thôi vậy. Có phòng bia cha. Kỳ vậy? Ô, chơi kỳ tứ. Ôi, chơi vậy không bị tính nè. Gà yên con mẹ đi. Rồi, bởi mới đường vô cái này đập luôn. Cái này là... Nói chung mấy anh em mình cái làm cái kiểu này mới mốt mà mình có điều kiện đi ghe sông nước rồi đó. Đâu có có gì đâu, mình phải làm kiểu này mình mới giả được cái nước mắm. Ủa nãy cá tôi thùng bia mà. Nghe nha, cá mua thùng bia nha. Đây anh em làm chứng hết nha. Bỏ đường vô cái mình lắc luôn à. Ừ, bỏ đường vô. Thôi không có anh lắc anh chế chén bỏ đường sao? Đậy nắp lại anh lắc cho anh điều ớt lên cái anh chế chén ngay cái anh bỏ đường. Ờ anh Tư thôi. Vậy mà Lan mua xe đạp điện mới ha. Không gửa ha. Chén nhiều dữ ạ. Nó tới cái tô kia. Hơn chén luôn. Mình chế ra đi nên vừa đồ chén nên mình lấy chút mình làm lại nữa. Đó. Dạ. Lên bọt chứ ha. Hai chén đúng rồi, mình làm hai chén mình chấm mình bỏ hai bên. Bánh tén mình ăn hao lắm á, nước mắm á. Còn phải cho nước bánh mì nữa mà. Rồi giờ là chỉ cần bỏ đường vô quậy lên lụm gạo. Bỏ đường nặng chanh cho nữa là xong một chén nước mắm. Được quá đơn giản luôn. Giờ mới hơi nhãn ngu hả? Ờ giờ nhãn ngu rồi. Bởi vậy mỗi câu đố có cái mẹo hết anh Tư. Đúng không? Mẹo hết à. Tại mình giải đáp không được thôi. Giải đáp không được thôi. Quên, có cái mẹo trước mới đố mình. Chứ đụng người ta đã đố ông mà ta đã nắm cán rồi. Hôm nay nhậu được hả anh Tư? Ừ. Dưới rồi. Này giống chả cá vậy ta. Mực. Thì chả có mực nhưng mà con nè nhìn nó y như chả cá vậy. Ăn thử coi chả trong mực hay chả cá. Thử mới biết nè. Chả mực thiệt không ơi. Có mùi mực á. Cái miếng chả mình chiên lên nó vẫn dẻ ha, nó đâu có bị bọng đâu. Cực kỳ dẻ thịt luôn á, miếng nào như miếng nấy luôn. Đây nè. Quên tán hả? Quên tán với rau biền với rau khơm đó kìa. Xong rồi anh Thái, anh rửa chưa anh Thái? Rửa rồi phải không? Những chút nữa sắp qua cái rau kia nó rửa luôn rồi đó. Một chút mình ăn mình lặt đi sau nãy à. Sắp đâu giống mà biển mà. Mấy rau ngoài sông đó, mấy cây rừng á. Đinh lăng nè. Ừ, đinh lăng với xương máu. Này là đơ hùng tính. Rau chiết. Lá cóc nè. Đây mình cho nó bứt lại. Có cải này mới hạp đúng không? Như ăn bánh này như ăn bánh xèo vậy mà. Rau đủ thứ hết. Được, thơm nực nọc ha. Đây rau ấy nữa. Ừ, tốt ớ. Con ruột tốt. Chèn cỏ lên nó vượt lên. Ừ, nó chen cho mấy lùm cỏ măng cao vậy nè. Tốt, cực kỳ tốt luôn. Tao có miếng diêm rồi đâu. Qua đại đây luôn nè. Đó, anh sắp sao đều cho chừa cái nhưng là lùm gạo. Adiso đó là món quà của em Lập gửi cho mình đó anh Tường. Bữa anh đi Đà Lạt về anh gửi. Bữa gửi 3-4 hộp lần, 4 hộp. Anh Thái anh sắp bánh mì đã không? Anh biết là 4 người hoặc 5 người là anh mua đủ 5 ổ là vừa luôn. Nhiều quá không hết, cái ngon thì nó ngon. Ngỏ vậy có gọn ngỏ thì nó ngon. Hả mà làm cái lẩu tức mực ảnh đâu có ăn đâu đúng không? Bữa nay làm món chả cho anh hưởng khất đi. Chà, anh Tư bữa nay túng bánh bia anh làm hai lần bia anh cười chấm chấm kìa. Ủa sao bé ăn tôm chưa? Anh Tư, tôm ăn được không? Không quen. Không quen hả? Ừ, không quen, hơi nhốt đây đi. Ủa, mấy vô review tứ hạnh theo.
ngon rồi. Ngon không? Gạo biển mà kia cuốn vô ha. Cuốn bậy. Nghĩ vậy á mới ngon anh trời. Chơi rau nhiều vô. Vậy đó rác. Đúng không đủ hết giờ. Sập chào giờ ta có. Gạo gì đâu sập em. Hai miếng mới đủ. Gạo biển là lá cốc nè. Để cho ba quyết cho nhiều nhiều đó. Nước mắm kè quết vô. Mà chứ ăn không hết đó chứ giỡn đâu. Cái này mà không có quết được. Cái này phải múc nước mắm vô chén. Cái không ta? Vô. Múc nước mắm vô chén nè. Đúng rồi. Chấm không đủ đô. À. Mà cái nhà nha. Thấy cuốn cuốn rất đẹp không? Chuyên nghiệp không? Nấy ca nãy. Rồi anh em mình mà cả nhà dùng món chả tướng mực nha. Thấy mâm gà là hết biết ha. Quá trời đã luôn. Gà này đúng đi để ly qua em gót cho. Gần cái chục loại rau đây luôn á. Quá trời loại rau luôn cả nhà. À. Oh, quá ngon. Cả nhà nha. Vô. Trời số hồi đó dài. Quá đã. Mình phải thử miếng mực chả mực này nguyên chất cả nhà ơi. Như vậy nó mới đã. Mà con trắng ngon thiệt. Con nguyên chất ngon hơn. Hỏi đá. Cái miếng chả mực này mình ăn không nó giòn ha. Giòn mà nó thơm. Dai nữa. Cái gì đâu kỹ. Mày cả nhà luôn. Anh Hiếu mới cuốn cho mình cuốn nè. Tại gió tôi cũng bị mà cho. Hai miếng chả mực luôn. Chứ sao. Chết liền. Ờ đúng rồi bị anh em có hết nè. Kẹp với anh mày cũng thầy. Cái cuốn này quá hấp. Nếu mà bự quá. Chuyện mới đã. Là dưa nhà này. Đã. Ừ, thơm ha. Đã, ngon. Mày ăn đủ đồ rau thì mới đã nè. Cuốn cuốn ốp tay vậy. Giác này mua không nổi. Ba cuốn. Mới ba. Đây cái cuốn nè, anh Hiếu cuốn mình nè. Bự bự chà bá luôn. Ngon không? Quá đã. À, ăn giỏi lắm anh Tư. Này ăn thầy. Người ta cũng mới chưa ta cuốn. Đỡ nguyên cá cuốn gì đâu mà có mình có bẻ con miếng xíu à. Cuốn mỏng. Đây không? Cái này nè. Này nó bị tốt luôn. Nó còn dước. Nó chát chát ha. Ừ. Nó bị tốt rồi, chứ bẻ luôn. Thơm. Ngày bề mình ăn nó từ bệnh luôn á. Cái nhất là không cuốn men. Thứ hai nó cũng bị bệnh á, bị luôn. Chứ sao nó tỉnh nè. Đổ. Bóc ra mà đổ này nước dữ đó. Đổ đâu? Đổ mọc á. Đường tính à. Đường tính. Ừ. Chị cục cá. Con gậu ha. Cái gãy của cá mà cái đọt thì mình ăn không? Ừ. Đúng rồi. Nó độc là độc cái nó có mặt trái mặt phải mà nó độc mà nó vẫn mát mà nó chết cá nhưng mà tôm lại mấy hả? lại mau lớn. Mà cũng ngỡ có một cây rồi nhỉ, uổng quá mà anh đọc thấy không? Ừ. Cái trên mình ăn được và dưới ví dụ mấy con cá. Thì đó vậy nhưng mà lại là con cá chết mà con tôm nó lại cua nó mau lớn. Rồi gọi đi rồi, hai muỗng thôi. Đã. Ừ, rất ngon. Cuốn nào cũng nào bự nhai mới đã. Này ăn này với tôm không? Chứ nhậu bữa nay anh Tư anh còn nợ mình thùng bia á nha anh Hiếu. Có nha. Nãy giờ anh cá anh thua độ mình á. Có. 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 Nãy cá anh giải nước mắm giải khua thùng bia. Ừ. Ừ. Cái chai nữa chai xì tin giải nước mắm hả? Ừ. Vậy là anh không biết gì. Không biết cái mẹ bởi người ta mới khua. Rồi. Xí bỏ qua. Anh thấy tôm túng ý anh kêu anh làm đã không? Mà chặn lòn quá, nhỏ quá. Bữa nay anh Tường phụ quả dạng tôm càng. Mới câu. Mới đi câu rồi xong hả? Okay. Hết mầm gao nè anh Hiếu. Em thấy chứ mầm gao này không tróc rồi nè. Hơi bị nhiều gao á. Đủ loại gao luôn. Mồi chắc hết nhưng mà rau chắc còn. Ừ. Nói chung giờ mình ăn rau nhiều tốt chưa?
vô thôi. Áo không áo hết rồi. Cái này à? Không áo quần cơ à. Em hả? Làm tôm anh Tư. Xé tôm em đi. Chấm muối à. Đây tôm đây. Chấm muối không? Thôi.